Trong khi nhiều thí sinh vẫn đang nín thở chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì một số thí sinh khác lại tự tin thoải mái vì cơ hội vào đại học rộng mở do có kết quả trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển khác nhau. Khi hoàn thành xong thì em khá là lo lắng, nhưng mà vì một phần cũng có lạ khá là an tâm khi hoàn thành cuộc thi văn thi của mình. Em có sử dụng một số phương thức như kiểu là sẽ học bà với cả là IELTS. Cho lựa chọn xét tuyển sớm với cả apply học bổng của các trường ạ. Em thấy nó cũng là một cách giảm áp lực khá là hiệu quả cho bọn em, bởi vì hiện nay thì kiểu cũng có nhiều bạn thí sinh tham gia và xét tuyển sớm, nói chung là một kiểu liều thuốc cho bọn em để có thể đỡ áp lực hơn trước khi trò quốc gia. Hiện đã có gần 100 trường đại học, học viện trên cả nước công bố điểm chuẩn học bạ trung học phổ thông năm 2023. Mức điểm chuẩn năm nay có nhiều biến động và chênh lệch giữa các trường. Ví dụ, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2022 từng gây xôn xao của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là báo chí, luật, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tổ hợp C00 với 30,5 điểm, thì năm nay chỉ có ngành báo chí có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,27 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn học bạ nhiều trường đại học tăng, ví dụ như Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Nhà trường đã công bố điểm chuẩn đợt 1 là đợt xét theo điểm kết hợp, gồm có điểm xét học bạ và điểm xét theo tư duy của đại học khoa tổ chức. Điểm chuẩn có tăng nhẹ so với cả năm 2022, có những ngành thì tăng từ 1 đến 1 điểm rưỡi. Sau khi biết điểm chuẩn rồi thì thí sinh cần phải hoàn thiện một số các thủ tục theo quy định Bộ Giáo dục, như là phải đăng ký các nguyện vọng ở trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục. Nhà trường đã có những cái thông báo hướng dẫn thí sinh cụ thể là sao điểm trúng tuyển ở đâu và các bước thao tác như nào để thí sinh có cơ hội nắm bắt được cái cơ hội của mình. Như là các em muốn đăng ký vào một ưu tiên đỗ thì các em thể chọn vào một để có thể đỗ được theo hình thức xét tuyển sớm. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển.